Xin chào anh em, nhà cụ Hương Lê, Hải Phòng có bán các loại đàn guitar điện và guitar bass và guitar thùng, nó rất là hợp lý, thấy chưa? Chỉ khoảng hơn 1 triệu một cây thôi, nhưng mà chất lượng âm thanh cũng rất là tốt. Đây là những cây đàn bãi Nhật, guitar lead, guitar điện và guitar bass. Đây, với cái đàn đỏ này cũng chỉ có giá hơn 1 triệu thôi, chưa đến 2 triệu. Âm thanh cũng rất là ok. Đồ công màu vừa sắc cho anh em lựa chọn. Này. Đây là cây guitar gắn sẵn e quai, có thể lên được lên dây được trên cây đàn. Chúng ta cắm pin 9V. Đây, cây đàn này chỉ có 900 một cây thôi, mới tinh. Và tất cả các đàn này đều có ti chỉnh cần, nên chúng ta không sợ cong cần. Tất cả các đàn đây để phím nó rất là nhẹ. Đây và có ti chỉnh cần nên là chúng ta không sợ cong cần. Đây, quý khách qua nhu cầu mua thì chúng ta liên hệ với nhà cụ Lê qua số điện thoại 0355 894 472, ship toàn quốc.